là đường Chi Lăng của xã Sủ Ngoài, ở thành phố Hòa Bình. Đường này mới được xây dựng. Hai bên đường là trồng cây nát. Khu vực mới này người ta xây dựng rất nhiều cái chung cư cao tầng đang phát triển, đang mọc lên. Đất là đang được san lấp mặt bằng. Ở bên là một tỉnh nghèo, nó đang phát triển. Tòa nhà cao tầng vàng như đó là sở công an của tỉnh Hòa Bình. Trong nhà tỏ nhà cao tầng màu trắng đây là sở thuế, cục thuế, cục thuế của Hòa Bình. Yeah, no, something like that.